Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại channel của mình. Ở video ngày hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn cách mà cài đặt cái VCB Smart OTP để mình thực hiện chuyển tiền bằng ứng dụng Vietcombank trên điện thoại nhé. Thì cái video này mình hướng dẫn nó rất là ngắn gọn và rõ ràng. Thì các bạn xem, các bạn chú ý xem cho kỹ, các bạn đừng tua vội tua vàng mà các bạn không hiểu xem và làm lại sai. Thì liên quan tiền bạc mình cứ bình tĩnh mình làm các bạn nhé. Thì bây giờ mình vào vấn đề chính, các bạn đăng nhập vào ứng dụng Vietcombank. Đăng nhập xong thì nó sẽ ra cái giao diện chính như này. Thì các bạn vào cái phần bánh xe này thì các bạn chuyển sang cái tab cài đặt. Đây là cái tab cài đặt của nó. Thì đây nó có hai ô, các bạn vuốt sang bên này để nó vào cái ô cuối cài đặt. Thì đây nó hiện ra cái cài đặt là VCB Smart OTP. Các bạn click vào đây. Click vào đây thì sẽ ra cái giao diện này. Thì ở video này các bạn chú ý là mình đang hướng dẫn các bạn là cách cài đặt ở cái thư mục trên này nhá, mình quanh đỏ đây. Còn cái dưới là ứng dụng độc lập, nó vẫn tính năng vẫn như trên. Nhưng mà cái dưới mình phân tích qua, nó là một cái ứng dụng mình tải về, nó đi song song với cái ứng dụng của Vietcombank này các bạn nhé. Thì đây mình vào vấn đề chính, mình đang hướng dẫn các bạn cài đặt ở cái trên. Các bạn nhấp vào cài đặt, sau khi nhấp vào cài đặt thì nó ra cái giao diện như này. Để mình đọc cái điều khoản sử dụng ấy. Thì các bạn có thể kéo, các bạn đọc cho hết cái này. Và khi đọc xong rồi thì các bạn tích vào chỗ mà tôi đồng ý. Khi tích xong các bạn ấn vào chỗ tiếp tục. Ở đây ra cái bảng mình đánh mật khẩu. Thì cái mật khẩu này mình nói luôn này, nó rất là quan trọng. Và mỗi lần các bạn chuyển tiền là các bạn phải dùng cái mật khẩu này để các bạn chuyển tiền. Nên là các bạn ghi mật khẩu làm sao để dễ nhớ mà lại an toàn. Thì cái ở trên là các bạn đánh mật khẩu, cái dòng thứ hai là các bạn xác nhập lại cái mật khẩu đã ghi ở trên, và khi ghi xong rồi các bạn ấn tiếp tục. Khi mà ấn tiếp tục nó sẽ ra cái bảng này và có một cái tin nhắn sẽ gửi về điện thoại của các bạn, nó gửi cái mã OTP và các bạn nhập vào chỗ mình quanh đỏ mình ghi rõ là nhập mã OTP vào đây. Các bạn nhập vào đây, khi nhập xong các bạn ấn vào tiếp tục. Ấn vào tiếp tục thì nó sẽ ra cái bảng thông báo đã hoàn thành cái quá trình cài đặt. Nhưng mình nói cho các bạn hiểu là khi mà đã ra cái bảng này là các bạn đã hoàn thành kết thúc cài đặt, nhưng mà các bạn chưa sử dụng được ngay. Thì các bạn lưu ý đây. Tức là muốn sử dụng nó thì các bạn phải thực hiện đủ 5 lần chuyển tiền thành công bằng cái SMS OTP từ khi mà kích hoạt dịch vụ. Thì các bạn mà đã chuyển được 5 lần thành công rồi thì cái này bắt đầu nó mới kích hoạt cho các bạn dùng nhé. Thì từ lần sau chuyển tiền là các bạn phải nhập cái mật khẩu mà mình vừa bảo các bạn phải nhớ đây. Các bạn nhớ kỹ mật khẩu này, nếu các bạn mà không nhớ là không được không nhé. Tức là từ khi mà nó kích hoạt cho các bạn cái này thì các bạn phải nhớ mật khẩu kia. Mỗi lần chuyển tiền các bạn nhớ mật khẩu đấy, các bạn nhập vào. Khi nhập mật khẩu đấy vào thì nó sẽ Vietcombank sẽ tự động nó mã hóa ra một cái bảng mã, rồi các bạn ấn tiếp và tiếp tục là nó đã hoàn thành cái quá trình chuyển tiền của các bạn. Thì video mình làm đến đây cũng xin được kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn nhớ ấn nút đăng ký ủng hộ mình nhé. Xin cảm ơn.